Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của IELTS LangGo. Thầy là Thanh Tuấn. Trong tập trước của series Mock Test Speaking Part 2, chúng ta đã đến với hai chủ đề về lịch sử và trò chơi. Và tập 3 này sẽ là một chủ đề về miêu tả người, describe someone you admire. Tham gia buổi Mock Test ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bạn Thu Huyền. Bắt đầu thôi! Hello, I'm Tuan. I'm your practice IELTS speaking examiner today. What's your name? My name is Huyền. All right, Huyền, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say. Here's a paper and a pencil for making notes. And here is your topic. When it comes to an inspirational individual that I appreciate, Emma Watson is the first name coming to my mind. She has always been my model, not only because of her success in her acting career, but also because of her intelligent and philanthropic efforts. The first time I knew Emma Watson was through her role as Hermione Granger, the main character in the Harry Potter series. Her acting was so perfect. It blew me away. No one else could have played that character like her. Emma looks exactly like the character. It's like she was born to play this role. In addition, Emma Watson is known for her stunning looks, and she also became extremely famous for her role, Belle, in the live action Beauty and the Beast. Her smile and British accent is super charming, making her stand out in Hollywood. Above all, Emma Watson is a talented actress and beautiful. But what really gets me is her passion for fighting for gender equality. In particular, Emma Watson is not afraid to speak her mind. She given powerful speeches at the United Nations, calling for everyone to be treated equally, and to stop judging each other based on outdated ideas about girls and boys. If I had the opportunity to meet Emma Watson in person, I would express my admiration and took selfies with her as a constant reminder of the inspirational values that she represents. Giờ là phần nhận xét của thầy về bài nói của bạn Thu Huyền. Ở 4 tiêu chí, đầu tiên chúng ta sẽ có fluency and coherence. Thì bài nói của bạn vấp ở một số chỗ nhỏ, không đáng kể. Nhưng tuy nhiên bạn cũng có thể nên sử dụng các fillers như là she even gave a speech hoặc là I would like to express. Ngoài ra bạn cũng còn nên có thêm các discourse markers ở giữa các ideas để báo hiệu cho người nghe biết được là bây giờ mình sẽ chuyển sang phần nào khác. Ví dụ như khi mà muốn nói về lần đầu tiên bạn ấy gặp hay là bạn ấy thấy Emma Watson, thì say like I still remember vividly the first time that I saw her. Tiếp theo đến với lexical resource. Thì ngoài các advanced idiomatic language hay các từ vựng nâng cao mà các bạn đã sử dụng như là philanthropic hay là blow me away, stand out, inspirational values, thì bạn vẫn mắc phải một số các lỗi về cách dùng từ. Ví dụ như là khi nhắc đến Hollywood, so you can say like from other Hollywood movie stars thay vì là chỉ in, right? Bạn ấy cũng có sử dụng được một cụm nhưng mà hơi bị sai một chút, đó là speak her mind, nhưng mà bạn nói nhầm thành smile. Next, về grammatical range and accuracy thì bạn cũng hay mắc một số lỗi nhỏ về như là Emma looks thiếu âm cuối thì cũng được tính là lỗi ngữ pháp, hay là một số các cách dùng từ về danh từ số ít số nhiều, hay là như là a powerful speech bạn còn nói nhầm là speeches, hay là ở lúc dùng câu điều kiện chẳng hạn bạn dùng điều kiện lại hai phải là if I had an opportunity to meet, bạn cứ sai phần had và meet bạn nói thành met chẳng hạn. Ok, next là pronunciation. Thì bài của bạn mắc khá các lỗi. Đầu tiên là về các lỗi âm cuối, như là that hay là is hay là based on. Mình cũng có thể là gì, nối âm một số các cái từ như based on chẳng hạn. Đó, đấy là về phần ngữ âm nâng cao thì bạn chưa thể hiện được nhiều. Tiếp theo là một số các lỗi về phát âm, các âm ở trong từ, ví dụ individual, appreciate. Ta có những cái lỗi về trọng âm như là career trọng âm 2, particular cũng trọng âm 2, hay actress trọng âm 1. Đây đều là những từ cơ bản. Vậy thì chúng ta cùng điểm lại bài này ở từng tiêu chí sẽ có 3 điểm bao nhiêu? Về fluency, mình nghĩ bạn sẽ được tầm 6 đến 7. Còn tùy vào giáo viên. Lexical resource thì bạn cũng chưa thể hiện được quá nhiều advanced idiomatic language, nên mình sẽ để bạn tầm 6. Grammatical range and accuracy, bạn cũng có sử dụng được một số các cấu trúc ngữ pháp đa dạng, nên bạn cũng có thể là được tầm 7. Nếu mà đều giám khảo khó tính có thể là 6. Pronunciation thì mình nghĩ chỉ tầm được 6 thôi. Nên mình nghĩ overall bài này sẽ được tầm khoảng từ 6 đến 6.5. Thầy hy vọng video hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình tự luyện tập tại nhà và vận dụng vào bài thi IELTS Speaking của mình. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả hoặc bình luận để tham khảo bài mẫu đầy đủ bao gồm cả Part 2 và Part 3 nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của IELTS LangGo. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!